Hệ thế của mình nha. Chất lượng đấy. Chất lượng đấy, từ bao gói cho đến chất lượng máy. Thank you.
về với hai cái thần thông. Trời ơi. Hai chị em sống với nhau. Để ra cho thịt. Được rồi. Thật sự đi mày. Thế đây, đang mặc thời sự đây. Đây nó mập mập hết rồi mà. Anh nuôi cái người anh ra có được không? Anh mang vào trong kia có được không? Anh ơi, thực sự thế nào? Đừng có đứng ở trước cái vô tuyến mà ấy, mang kia thử đi. Bao nhiêu số ổ cắm anh cứ